Các con thân mến, hôm qua chúng ta đã được thầy Nguyễn Đức Hoài chia sẻ với câu thơ Ân phải báo, oán phải quên. Hôm nay chúng ta học câu cuối cùng của khổ thơ số 29, báo oán ngắn, báo ân dài. Ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn, báo ân dài. Chúng ta có ân đức với ai, chúng ta phải thường nghĩ tới ân đức của người đó. Chúng ta mà chẳng may mà có oán giận ai thì chúng ta phải mau mau quên đi, lấy tâm bao dung của chúng ta để quên đi, lấy cái sự tu học của chúng ta, cái đức hạnh của chúng ta để chúng ta diệt trừ đi. Đấy chính là cái việc mà những người mà cầu học, những người mà mong muốn mình trường dưỡng cái thiện tâm, cái tâm yêu thương, thì chúng ta phải làm được cái việc này. Đặc biệt là đối với ân đức cha mẹ, chúng ta phải thường nghĩ tới ân đức của cha mẹ. Đây là cái điểm khởi đầu của hiếu đạo. Đây là cái điểm quan trọng nhất, là căn bản của đức hạnh. Chúng ta phải thường nghĩ tới ân đức của cha mẹ. Người mà thường nghĩ tới ân đức cha mẹ thì tâm nó nhu nhuyễn. Con người này đối với người, đối với vật đều có tâm yêu thương các con. Nó biểu hiện ra bên ngoài rất là dễ quan sát, dễ thấy. Hai câu tiếp theo chúng ta học hôm nay là báo oán ngắn, báo ân dài. Ân phải báo, oán phải quên rồi. Nhưng nếu mà chúng ta có khởi cái ý niệm mà oán giận ai đó thì chúng ta phải mau mau mà trừ bỏ đi. Khi ai đó mà làm việc gì với mình mà mình không hài lòng, không vừa ý, thậm chí là gây tổn thương tới chúng ta thì thường chúng ta khởi cái tâm oán giận. Giận là nó biểu hiện ra bên ngoài. Cái nộ khí của chúng ta có khi là đỏ hết cả mặt, giậm chân, trợn mắt, đỏ mặt vì nóng giận, nó biểu hiện ra bên ngoài, cho nên ở đây gọi là giận, là sân lên đấy. Thế còn giận thì đôi khi nó là ở bên trong chúng ta khó quan sát, oán giận là nó ẩn sâu bên trong. Bên ngoài thì có vẻ mặt tươi tỉnh, hoạt bát, vẫn bình thường, nhưng bên trong thì đầy oán giận, nó kết oán ở bên trong chúng ta. Nhưng qua thầy Đức Hoài nói với các con, cái người mà có tâm oán giận này trước tiên là hại mình, sau đó thì gây tổn hại đến người khác. Cái người mà có cái tâm oán giận này rất dễ sinh bệnh, rất dễ sinh bệnh. Cái oán khí nó kết lâu ngày, nó ứ động ở trong người chúng ta, không bệnh này thì cũng là bệnh khác. Lục phủ ngũ tạng của chúng ta chắc chắn là sẽ bị bệnh nếu như chúng ta cứ để cái tâm oán giận của mình nó không giải phóng đi, không yêu thương được, không từ bi được, không bao dung được, thì bản thân chúng ta là người phải chịu tổn thất, chịu cái hậu quả, gánh lấy cái hậu quả mà mình gây ra, đó là sân giận. Các bậc thánh hiền nói nó là tam độc, một trong tam độc, ba thứ độc. Ba thứ độc này gồm có tham, sân, si, thì cái này gọi là sân này các con. Cái sân này nó sinh ra là từ cái chỗ là tham, từ cái chỗ là si, si là ngu si. Chúng ta không hiểu được cái lợi hại của nó cho nên là chúng ta cứ để mãi ở trong lòng. Ra mà nói thì chúng ta mặc dù có tu dưỡng nhưng mà để mà khắc chế lại cái điều này cũng không phải là chuyện dễ đâu các con. Người ta làm vừa ý thuận lòng mình thì mình vui vẻ, vui thậm chí là mất cả kiểm soát, cái này cũng không tốt đâu. Nhưng mà người ta làm trái ý của chúng ta, không vừa lòng chúng ta là chúng ta oán giận, thì cái điều này nó là cái mà
rất là khó để chúng ta điều phục nó, không phải dễ. Kể cả học tập lâu năm rồi thì cũng vẫn còn ở trong tâm, chứ không phải là không. Có thể là nó không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mà để mà diệt trừ nó, mà đối trị lại với nó một cách triệt để là rất khó khăn, chứ không phải chuyện dễ. Tuy nhiên ấy, người xưa cũng nói là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Tức là cái ý niệm này nó khởi lên là bình thường, nhưng chúng ta phải nhìn thấy được ra nó. Khi người ta đối với chúng ta việc gì đó nó không hài lòng với ý, thì ngay cái niệm ban đầu là cảm thấy rất khó chịu, đúng không nào? Rất khó chịu, chuẩn bị bộc phát ra bên ngoài thông qua lời nói, thông qua hành động rồi. Nhưng mà tự nhiên chúng ta phản tỉnh lại, chúng ta thấy ồ, ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn, báo ân dài. Tự nhiên cái câu thơ này nó hiện lên trong đầu chúng ta, thế là nó có một cái sự nhắc nhở. Đấy, chúng ta có một sự nhắc nhở. Đây chính là cái lợi ích của việc học tập. Mà học tập một lần, hai lần nó không có khởi tác dụng được đâu, bởi vì cái lực lượng mà nó phản tỉnh của chúng ta nó yếu lắm. Cho nên mới cần chúng ta học tập lâu là như thế. Học tập một cách kiên trì, bền bỉ, nhắc đi nhắc lại liên tục. Lúc đầu nó là lạ, nó không phải cái của mình. Nó là cái của Thánh Hiền, không phải cái của mình. Nhưng mà chúng ta cứ gần gũi với nó nhiều, đúng không nào? Rồi dần dần nó biến thành cái của chúng ta. Thì khi chúng ta đối diện với những cái khó chịu này, chúng ta mới có thể dùng được. Có những lúc mà thầy kể cái câu chuyện cái ông Lưu Khoan ấy, một cái vị quan chẳng thấy nóng giận với ai bao giờ. Thế là người nhà không biết là ông có cái sức chịu đựng, cái tâm nhẫn nại của ông cao đến mức nào, thì hôm đấy mới bảo người ở vào thử xem là ông nhịn được đến mức nào. Đã mặc quan phục chuẩn bị lên để hầu vua rồi ấy. Thế rồi là người hầu mang một bát canh nóng vào dâng lên cho ông. Dâng lên thì giả vờ đánh đổ vào áo ông xem ông có tức giận không. Thì đúng là người này thực sự rất có tu dưỡng, không tức giận, không tức giận tí nào. Câu đầu tiên hỏi là con có sao không. Đấy, đây là người có tu dưỡng đấy các con. Tức là đã biến những cái điều lời dạy của Thánh Hiền thành cái của mình. Cái tâm của Thánh Hiền đã biến thành tâm của mình. Cho nên trong một cái ý niệm thôi cũng không khởi cái oán giận. Thế còn chúng ta thì thông thường là mày muốn chết à? Thấy không? Mày muốn chết à? Mày làm ăn thế à? Thế là cái ý niệm đầu tiên là đã như thế rồi. Thánh Hiền vẫn là Thánh Hiền, còn chúng ta vẫn là chúng ta thôi. Chưa có gì thay đổi. Nhưng mà nó có một cái may mắn là gì? À, hôm trước mình vừa học câu thơ này. Ân phải báo oán phải quên, báo oán ngắn báo ân dài. Ý niệm mình vừa khởi lên rồi, mình sân rồi, dừng lại. Ô, có sao không? Có sao không? Tay có sao không? Đúng không? Chúng ta quay cái ý niệm lại. Hoặc là chúng ta biết chúng ta sai rồi, chúng ta có thể xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Đấy, tức là chúng ta có cái năng lực phản tỉnh, phải dần dần từng bước như thế thì chúng ta mới có được cái tâm cảnh giống như là cái ông Lưu Khoan mà thầy vừa nói. Cái ý niệm vừa khởi là chúng ta phát hiện ra được, thì như vậy là cái trình độ của chúng ta nó cũng đã tiến bộ rồi. Chứ không phải là báo oán ngắn là mình cũng phải báo oán cho người ta một thời gian rồi chúng ta mới dừng lại, không phải thế đâu các con nhé. Báo oán ngắn ở đây là nó ngắn ở trong ý niệm. Chúng ta khởi cái ý niệm oán giận người ta lên rồi thì chúng ta phải phản tỉnh ngay, dừng lại ngay. Đấy, báo oán ngắn nó là như thế. Chứ không phải là thôi hạn định báo oán 3 ngày xong là đến ngày thứ tư mới bắt đầu dừng lại thì không phải. Nha. Không phải thế. Người có tu dưỡng là khi mà thấy ai đó làm cái gì trái ý, không vừa lòng của mình thì mình phải phản tỉnh. Tùy theo cái mức độ học tập nông sâu mà chúng ta phản tỉnh được ngay hay là chậm. Thì cái chỗ này chúng ta phải cần có sự học tập thì chúng ta mới biết được công phu của mình đến đâu. Mà chúng ta phải biết rằng là cái
oán giận để trong lòng mình là không tốt các con, không tốt nhiều thứ lắm, sinh bệnh sinh tật ra. Thế rồi là người ta nhìn thấy chúng ta người ta cũng chán ghét, bản thân chúng ta cũng già cũng xấu đi nữa, phải không? Nhìn lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó thế này thì không được đâu. Cái người mà không có oán hận, người mà vô tư, nhìn cái gương mặt của họ cũng dễ nhìn lắm, tươi tỉnh, nhìn rất dễ nhìn. Tức là cái tâm từ bi, tâm yêu thương nó đã toát ra ở trong con người của họ. Cho nên các con nhìn thấy người mà hiền lành, phúc hậu là các con biết ngay mà, các con cảm nhận được ngay. Ai hiền, ai dữ là nhìn người ta là mình biết ngay. Cái người mà nhìn hiền lành, phúc hậu các con đã đoán biết được ngay từ bên ngoài rồi thì thực tế mà nói là họ cũng không dễ gì oán giận. Còn cái người mà đằng đằng sát khí, nhìn cái mặt của họ chúng ta đã thấy sợ rồi thì đừng có đụng vào họ. Chỉ cần một chút xíu thôi là họ cũng có thể nổi sân, thậm chí là chúng ta còn ăn đòn. Cho nên là cái chỗ này là cần có một sự tu dưỡng, cần có một sự hiểu biết. Cái hai là báo ân dài. Ân thì như mấy hôm nay thầy Đức Hoài chia sẻ các con rồi, ân đức của cha mẹ, ân đức của thầy cô, ân đức của tổ quốc, ân đức của những vị lãnh đạo, ân đức của rất nhiều người để giúp chúng ta thành tựu, giúp chúng ta yên ổn để mà sống, làm việc và học tập. Trong cuộc đời này chúng ta không biết là chịu ân bao nhiêu người. Ngay khi chúng ta hít thở thôi thì chúng ta cũng phải cảm ơn thực vật, cảm ơn cái bầu không khí này. Cho nên là báo ân dài. Báo ân dài cũng không phải tính bằng thời gian, cũng không phải tính bằng ngày, bằng tháng, bằng năm. Mà báo ân dài ở đây là khi nào chúng ta còn sống, khi nào chúng ta còn nhận thức, còn hiểu biết thì tâm tri ân báo ân của chúng ta nó vẫn còn hiện hữu. Cũng giống như là hiếu thảo cha mẹ. Hiếu thảo cha mẹ mình cũng không hạn định thời gian, phải không nào? Không phải là con chỉ hiếu thảo với bố mẹ nốt ngày hôm nay thôi là thôi hết hiếu thảo, hay là hết tháng này, hay hết năm nay, hay là hết 10 năm là không hiếu thảo. Hoặc từ khi chúng ta tiếp nhận được cái lời dạy của Thánh Hiền, làm người phải hiếu thảo cha mẹ, làm học trò phải biết kính trọng thầy cô giáo. Đây là bổn phận, đây là thuận với tự tánh của chúng ta, thuận với những cái điều mà bản thân chúng ta vốn có như thế. Bản tánh chúng ta vốn là thiện, chúng ta đã hiểu được nó thuận như thế rồi thì nó phải luôn luôn thường trực trong chúng ta, chứ không phải là dài là hạn định thời gian. Hôm nay tri ân cha mẹ thì mãi mãi về sau là tri ân cha mẹ, chứ không phải hôm nay chúng ta tri ân, viết thư tri ân, đọc thư rồi khóc lóc thảm thiết đến ngày hôm sau thì lại đâu vẫn vào đấy, giống như là ném đá ao bèo, không có một chút gì gọi là thay đổi cả. Ít ra thì chúng ta cũng phải có cái sự xấu hổ. Hôm qua mình đã hứa với mẹ rồi, hôm qua mình đã tri ân mẹ rồi thì hôm nay nó phải khác, tức là hôm nay chúng ta phải tiến bộ hơn hôm qua, chứ không phải là xin lỗi rồi lại phạm lỗi, rồi lại xin lỗi, rồi lại phạm lỗi liên tục như thế, thậm chí là lỗi hôm sau còn nặng hơn cả lỗi hôm trước, thì như vậy nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên là chúng ta cái tâm tri ân báo ân chúng ta nó phải luôn luôn thường trực. Ví dụ như hôm nay trước khi các con học tập thì chúng ta khởi cái tâm tri ân tới các vị lãnh đạo, tới bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để chúng ta dành một phút tưởng niệm đấy. Thì đó cũng chính là chúng ta đang học tập để nuôi dưỡng cái tâm yêu thương của chúng ta này, nuôi dưỡng cái tâm tri ân báo ân của chúng ta, để trong từng việc làm của chúng ta phải có cái ý niệm tri ân này. Thì đó chính là báo ân dài. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.